Hôm nay đầu tuần mình đi hái rau mọi người ơi, có gì mình hái đó nha. Hôm nay mình hái được có rau này nè. Thì đây là những cây đậu bắp mình trồng từ mùa xuân tới giờ mọi người. Nó có trái trễ là gì á, mình trồng những cây khác á, cây nó bị núp lùm quá nó không phát triển nổi á. Cái giờ mình nhổ những cây đó, giờ nó phát triển lên và nó ra trái nè mọi người. Hôm nay mình thấy có trái này cũng hơi lớn nha, nhưng mà nó còn non lắm luôn nha. Sao đã bóc mình nó bị kiến quá trời luôn nè. Mình hái luôn nha người. Trái kế bên thì nó vừa ăn lắm nè. Mình cũng hái luôn đi. Cái chậu này mình trồng được 3 cây á người. À, nhưng mà phải lấy cái kéo cắt thì dễ à. Mình lấy cái đồ ngắt này rồi mình hái rau á, cho nên sẵn mình ngắt luôn nha. Còn thấy trái bên này thì nó hơi còn nhỏ nhỏ, nhưng mà mình cũng cắt luôn đi chứ để nó lỡ cỡ một hai trái nữa. Mình ngắt lần được 2-3 trái gì thì mình có thể mình làm gì ăn được, chứ ngắt có một trái là không biết làm sao ăn được mọi người. À, thì có nhiều mình sẽ ăn nhiều nha. Đậu bắp này mỗi năm mình lấy giống lại mình trồng á, cái loại này nó ngon luôn mọi người ơi, trái nó không có bị lông á. Thì đậu bắp xong mình sẽ qua hái đậu đũa nha. Thì đây là cây đậu đũa mình cũng trồng từ mùa xuân tới giờ luôn á mọi người, quá trời trái luôn á. Mình hái là nó ra bông một đợt hoặc hai đợt nữa là nó mới chết nha. Không biết mình hái đợt này nữa nó còn sống hay không rồi không biết nữa. Để mình hái nó lên đi. Thấy những cái lá nó cũng vàng quá chạy luôn nè. Chắc mình nghĩ hái đợt này chắc nó ngủm luôn quá à. Cái lá mình thấy nó vàng nè, chắc hết dinh dưỡng rồi đó người. Có một cây thôi mà trái nó xum xe luôn rồi người. Thì đậu đũa này mình cũng mua hạt giống mình trồng một năm, cái mình để giống mình trồng đợi tới giờ luôn rồi người. Nói chung mình mua cái gì mình cũng muốn để giống lại sang năm mình trồng được chứ nha. Cái gì mình thấy để giống dễ thì mình sẽ để nha người. À, hái được nấm rồi chứ như đây ăn cũng đủ rồi đó người ơi. Giờ mình sẽ đi qua hái ớt nha. Thì đây là cây ớt sim mà mình hay quay cho mọi người xem nè. Ớt sim Thái á. Giờ thấy cái trái này nó hơi khô nè mọi người. Nó giống như nó già đó. Giờ mình sẽ hái, mình phơi khô, mình làm giống luôn nha người. Nó được hai trái này không biết chậm lên được như cây đây nữa người ơi. Giờ mình hái ớt này xong mình sẽ đi qua hái ớt Việt Nam mình nha. Người ta hái thấy ham hái không hết, còn mình á mình thấy ít quá mình hái từ từ nha người, hái gì đam mê mà. Mình trồng được mình hái được là mình thấy vui rồi, không cần nhiều chất lượng hay số lượng nha người. Mình thay gớt lên trái để mình hái xong rồi mình sẽ lụm nó lên nha. Chỗ này mình hái được 3 trái với 2 trái ớt Thái sim nè, sim Thái nè. Và cuối cùng mình thấy những cái cây quế của mình đó, nó mau có bông quá trời luôn á. Mấy bữa trước nó tốt lắm luôn. Mà cái này nắng rồi nó mau chỗ bông lắm luôn á. Mọi người để cho nó chỗ bông, mọi người thu hoạch hạt cũng được. Mà mình thấy mình có những cái chậu kia nó có bông rồi đó. Cho nên mấy này mình sẽ ngắt như thế này nha người. Ngắt là những cái chòi hai bên đó nó sẽ ra những chòi mới nữa nha. Mình ngắt vậy đó nó sẽ ra những chòi mới nữa nha người. Thì quế thì mình sẽ ngắt đọt như thế này cho nó ra những chậu quế nè. Chậu bên đây nè mình cũng có để bông nè. Rồi xung quanh là thôi mình ngắt cái này đi. Để cái bông phía giữa cho nó lớn, nó to nha. Bông xung quanh nó không có được bự á. Cho nên mình ngắt những cái xung quanh này thôi. Trời ơi nó thơm gì đâu luôn á người ơi. Hôm nay mình hái được có ra này nè. Thịt đậu đũa nè, đậu bắp với ớt với lá cẩm rồi nha. Như đây cái mình luộc rồi chấm nước tương rồi ăn cũng được ha mọi người. Còn mấy mình xào cái nữa là ok ha. Còn thấy mình nấu canh chua cái nữa ha mọi người. Và như đây chỉ làm cũng được mấy món này nha. Đầu tiên chúc mọi người là nhà đầu tiên vui vẻ, nhà làm việc đầy năng lượng nha.